Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Chủ tịch Phúc quyết chiến quyết trụ, ông Tô đang thế thắng thì bị ông chủ tịch lật kèo. Ông Tô Lâm đang trên đà thẳng tiến, nắm trong tay bộ máy điều tra để moi ra sai phạm của Việt Á. Việc moi ra sai phạm liên quan đến người nhà ông chủ tịch là một lợi thế cho ông Tô Lâm. Bởi đến tháng 10, khi mà hội nghị trung ương lần thứ 6 của Đảng diễn ra, Bộ Chính trị sẽ cáo buộc sai phạm của ông chủ tịch và ép ông từ chức. Đó là điều rất có ý nghĩa với ông Tô, có thể nhắm vào cơ hội này để thế chỗ. Trước khi đại hội 14 diễn ra, ông Tô phải giành bằng được chiếc ghế tứ trụ thì ông mới có thể tiếp tục sự nghiệp chính trị cho nhiệm kỳ sau bởi suất đặc biệt giống như ông Trọng vậy. Đây là hình ảnh ông Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an của Việt Nam. Theo như thông tin được tiết lộ, thì ông Tô Lâm, Bộ trưởng đang chuẩn bị rất kỹ kết quả điều tra để chiến đấu với ông Chủ tịch Phúc vào hội nghị Trung ương thứ 6 sắp diễn ra vào thời gian tới. Sau khi bắt Chu Ngọc Anh và Nguyễn Thanh Long, phía ông Tô Lâm đã có những đoạn ghi âm cuộc gọi giữa vợ ông Phúc với vợ ông Long và Phan Quốc Việt cùng với những người khác. Con đường chính trị đang diễn ra tốt đẹp, thì đột nhiên ông Tô Lâm lại dại dột để dính vào một vụ án bê bối khác. Lần này cũng là phía Đức khui ra, đó là vụ hộ chiếu mới có bìa xanh màu tím than. Nó ngày một lan rộng tại châu Âu. Vụ này ông Tô Lâm đang bí đường xử lý. Như tờ Thời báo.de đã đưa tin, ông Tô Lâm nếu thừa nhận hộ chiếu mới là sai sót thì có nghĩa là ông cũng thừa nhận trước Bộ Chính trị là ông đã thiếu trách nhiệm, gây hậu quả rất nghiêm trọng. Còn nếu quyết định cứng cọ hứng đầu không thừa nhận thì các quan chức, con em các quan chức đang du học, đang du lịch và đang làm việc tại Đức cũng như các nước châu Âu khác nhờ cha mẹ của người thân áp lực lên trên, và hiện nay Bộ Chính trị đang phản ánh rất nhiều sai phạm của Tô Lâm để xảy ra sự việc nghiêm trọng này. Hôm nay Tây Ban Nha cũng đã công bố không cấp visa cho hiệp sĩ đó. Và hiện nay ông Tô Lâm đang nắm bằng chứng về vợ ông chủ tịch có dính án đến Việt Á. Ông chủ tịch thì có thể vận động Bộ Chính trị và Trung ương Đảng khoét sâu vào sai phạm của ông Tô Lâm. Cả hai đang nắm yếu điểm của nhau và chẳng bên nào dám ra đòn trước bên nào. Vì thế đang có dấu hiệu cầu hòa giữa hai bên. Khả năng này rất cao. Trong mấy ngày qua, ông Chủ tịch Phúc đang tranh thủ lấy lại vị thế. Sau nhiều tháng ngày không được tiếp xúc với các vị khách quốc tế, thì giờ ông lại được xuất hiện ở phiên họp thứ 3 Hội đồng Tư vấn Kinh doanh APEC, viết tắt là ABAC tại Quảng Ninh, với một phong độ tràn đầy tự tin. Trước đó, ông Phúc còn tiếp Tổng giám đốc điều hành Ngân hàng Thế giới. Đây là hình ảnh vợ ông Chủ tịch Phúc rất may mắn khi ông Tô Lâm bị sẩy chân vào vụ hộ chiếu. Nhưng ngày 27 tháng 7 vừa qua, ông đến dự hội nghị Người có công với cách mạng do Công an tổ chức, Bộ trưởng Tô Lâm chủ trì. Tại đây, ông Phúc có những bài phát biểu ghi nhớ công ơn các chiến sĩ công an, mang hàm ý nhắn gửi ông là người luôn biết ơn và nghĩ đến các chiến sĩ công an. Tiếp đó, ông Phúc cùng Tô Lâm dự cầu truyền hình khúc tráng ca hòa bình có mặt các nguyên lãnh đạo đảng, nhà nước. Việc ông chủ tịch và ông bộ trưởng đứng cùng nhau như thế, người ta đánh giá hết 90% là hai ông này đang cố bắt tay để cầu hòa. Sự ngừng lại của Bộ Công an, việc ông Phúc đón tiếp khách quốc tế và việc ông dự hội nghị công an là một dấu hiệu tạm đình chiến. Việc ép ông Phúc phải nhận kiểm điểm vi phạm 19 điều đảng viên không được làm là để người thân lợi dụng ảnh hưởng trục lợi đã không thành vì ông Tô Lâm để sẩy chân vào phút chót. Tần suất xuất hiện của ông Phúc dày đặc trong mấy ngày vừa qua chính là sự trỗi dậy không những để vượt qua được tai tiếng trong vụ Việt Á, giúp ông chủ tịch có thể ngồi tiếp. Đây là hình ảnh liệu ông Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an có đến cầu cứu ông Tổng tiếp ứng cho hay không. Tính ra việc bắt tay này của hai ông chủ tịch thắng ông chuyển thành bại, còn ông Tô thì mất cơ hội thay thế ông chủ tịch ngồi vào ghế thứ nhì trong tứ trụ này. Như tờ Thời báo.de đã đưa tin, ông Tô Lâm rất yếu trong các ngón đòn chính trị. Ông để sẩy chân vào giờ phút quyết định thì trách ai bây giờ? Chỉ có thể trách mình, không biết ông có cầu cứu ông Tổng tiếp sức cho hay không. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Bão trong Bộ Quốc phòng bắt đầu nổi lên. Nhà đại tướng Lương Cường đang nằm trên đường quét. Vụ án Việt Á đã cuốn phăng hai ông ủy viên Trung ương Đảng, đó là
Chu Ngọc Anh và Nguyễn Thanh Long. Nhiều người cho rằng Việt Á lại sắp bùng tiếp và sẽ cuốn nhiều người nữa và có khả năng cuốn phăng nhiều ủy viên Trung ương Đảng khác và thậm chí là cả ủy viên Bộ Chính trị đầy quyền lực. Vụ Việt Á đã hoàn thành rất mạnh ở Bộ Y tế và Bộ Khoa học Công nghệ. Tuy nhiên, bên trong Bộ Quốc phòng mới đang làm ổ liên quan đến Việt Á. Trong đó Học viện Quân y đang là một ẩn số. Đầu mối khui ra những liên quan đến quân đội sẽ bắt đầu từ đấy. Theo một số người thạo tin cho biết, đầu mối Việt Á tại quân đội không chỉ là Học viện Quân y mà nó có bắt nguồn từ báo Quân đội Nhân dân. Đầu mối này nổi lên trong những ngày gần đây khi tờ báo này đã rất nhiệt tình với ông Chủ tịch nước đang thất sủng. Đây là hình ảnh Đại tá Nguyễn Hồng Hải, trưởng phòng biên tập của báo Quân đội Nhân dân Việt Nam. Trong vụ bê bối nghiêm trọng Việt Á có liên quan đến trách nhiệm của nhiều đơn vị khác nhau, Ban Kiểm tra Trung ương Đảng đã tự ý kết luận rằng đã xử lý không chừa một ai, không có vùng cấm nào cả. Đó cũng là thông điệp của ông Tổng Trọng. Hiện nay, Đại tá Nguyễn Hồng Hải của báo Quân đội Nhân dân đang rơi vào tầm ngắm của phe ông Tổng. Được biết, trong vụ Việt Á có sự tiếp tay của truyền thông rất lớn. Nhờ sự lăng xê của truyền thông mà Phan Quốc Việt dễ dàng hơn khi tiếp cận với CDC các tỉnh thành trong cả nước. Chính tờ báo Quân đội Nhân dân là tờ báo viết và ca ngợi nhiều nhất về Việt Á. Trong đó, Đại tá Nguyễn Hồng Hải là người năng nổ nhất về vấn đề này. Vì vậy, nghi vấn đang được đặt ra với ông ta. Ông Hải đã viết rất nhiều bài, đặc biệt là bài báo ca ngợi Hồ Anh Sơn như một đấng cứu tinh, độ thế, giáng trần để giúp cho nhân dân Việt Nam. Bài báo của ông Hải nhanh chóng nhận được hai giải thưởng lớn là giải Những Tấm Gương Bình Dị Cao Quý và giải Búa Liềm Vàng. Từ đó làm cơ sở để xét duyệt đề nghị cho Hải được thăng cấp và cơ cấu cho chức phó tổng biên tập báo Quân đội Nhân dân, tiếp đến là tổng biên tập báo khi Thiếu tướng Phạm Văn Huấn về hưu. Khi nổ ra vụ Việt Á, Hồ Anh Sơn bị bắt, bài báo của Đại tá Hải bị gỡ khỏi trang điện tử của báo Quân đội Nhân dân. Điều đáng nói là hai giải thưởng trao cho ông Hải vì bài báo này thì vẫn còn. Điều này dấy lên nghi ngờ ở nhiều người là ông Đại tá Hải được một quyền lực rất lớn đỡ đầu. Như vậy, người có quyền lực lớn ấy là ai? Câu hỏi đang đặt ra trong Bộ Quốc phòng. Đây là hình ảnh Thiếu tướng Phạm Văn Huấn. Theo một số nguồn tin chúng tôi nhận được là người đứng đầu Tổng cục Chính trị Đại tướng Lương Cường, chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, đang là cái tên bị nghi vấn nhiều nhất. Giữa Đại tướng Lương Cường và Đại tá Nguyễn Hồng Hải đang có mối quan hệ khá đặc biệt. Trong công việc là thủ trưởng và thuộc hạ, ngoài công việc rất có thể là có mối liên hệ lợi ích nhóm. Và hiện nay đường dây lợi ích đang dần lộ diện. Như vậy, việc làm sai phạm, tiếp tay hại dân, hại nước, lẽ ra phải bị kỷ luật thì lại được khen thưởng. Thật là nghịch lý vô cùng. Nếu ông Hải không bị thu hồi hai giải thưởng này sẽ khiến nhiều người bất mãn. Đại tá Nguyễn Văn Minh, đồng đội của Hải, nay đã chuyển sang báo Công Thương, bày tỏ sự chán ngán bằng thái độ: từ lâu tôi không quan tâm đến giải này nữa, khi thấy ông Hải không bị thu hồi giải thưởng. Đây là hình ảnh Đại tướng Lương Cường. Người ở bên trong báo Quân đội Nhân dân cho biết lúc trước ông Bộ đã xúi ông Hải làm đơn lên ông Lương Cường, tố cáo ông Huấn sai phạm nhiều thứ, lúc xúi bàn bạc và phải viết thế này, phải thế kia. Được biết ông Đại tá Hải có ghi âm, ghi hình trộm nên ông Bộ không dám làm gì. Ai nói gì, ông bảo việc thu hồi giải thưởng ảnh hưởng rất nhiều. Và có một số nguồn tin cho biết sếp của chính Tổng cục Chính trị Lương Cường bảo lờ đi. Đây là đường dây có liên hệ với những nhân vật lớn trong Bộ Quốc phòng của Việt Nam. Vấn đề là đơn vị nào sẽ vào cuộc để khui từ ông Nguyễn Hồng Hải. Đấy là việc chỉ đạo của ông Tổng. Vậy rất có thể bão sẽ lại nổi lên bên trong Bộ Quốc phòng và đang hướng tới nhà của tướng Lương Cường.